Xin chào các bạn nha. Mình về Việt Nam mình cũng cố gắng làm một cái phòng thu để cho nó giảm tiếng ồn, để làm việc cho nó được thoải mái, livestream chia sẻ với vị cũng được thoải mái. Rồi bây giờ cho quý vị xem qua phòng thu tiêu chuẩn Việt Nam như thế nào nha cả nhà mình. Đó, đây. Xung quanh nè. Thường nè, thấy không, cách âm hết toàn bộ chứ nhiều khi nó ồn. Rồi máy móc đây, thấy chưa. Rồi quý vị nhìn lên đây nè, nó có máy lạnh nè đó. Vậy thôi, một chút hình ảnh đơn giản vậy thôi. Xin thưa quý vị, ông bà mình nói một câu không có sai đâu: nhàn cư vi bất thiện. Do vậy đã về tới Việt Nam thì cuộc sống của mình ở quê nhà thì coi như đã tạm ổn. Chơi thì cũng đã chơi đã rồi, ăn thì cũng đã ăn chán trường rồi. Bây giờ bắt tay vào công việc thôi. Phòng thu thì đã có, xe Honda thì cũng đã đậu, cứ rong ruổi khắp mọi nơi. Cuộc sống nó rất là đơn giản, nhưng chơi miết á, mà không có làm, không có chia sẻ thì nó cũng sẽ dẫn đến một cái tình trạng là ông bà nói như tôi đã nói đó, là sẽ nhàn cư vi bất thiện. Do vậy bắt đầu từ những video sau thì em sẽ bắt tay vào những cái nội dung mới thật là thú vị, từ những cái chuyện kể về cuộc sống và chia sẻ những kinh nghiệm về nghề nghiệp. Thì em cũng sẽ gán giao lưu với quý vị qua những cái trải nghiệm thực tế. Ai nói gì thì nói, mặc người ta, mình không có quan tâm. Bởi vì mình chọn cuộc sống bình yên, ẩn dật, thì mình không để cho những cái lời khen, lời chê của thiên hạ làm cho mình bị bất an. Như thế thì mình sẽ mất đi cái thú vị của cuộc sống của mình. Đó là câu trả lời mà em muốn gửi đến quý vị khi vị hỏi rằng: ủa sao có rất nhiều người họ lên án Hiếu thế này thế kia thế nọ khi Hiếu về Việt Nam mới sống. Em quan tâm chuyện đó đâu quý vị, mà em chỉ thấy đáng thương và tội nghiệp cho họ mà thôi. Do vậy thì trong nội dung mới này thì em sẽ cho quý vị thấy những cái giây phút tuyệt vời, những trải nghiệm mà em chắt lọc lại trong suốt khoảng thời gian về Việt Nam sinh sống như thế nào nha. Mời quý vị cùng xem. Mình này hơi bị ngon nha, theo quán cà phê sân vườn, du lịch sinh thái sân vườn đó. Đất này là em định mua mà chưa có ai bán đó gì đó, tính mua để làm du lịch như vậy đó. Đó, vậy thấy không, đẹp không, là thú vị. Chuẩn bị tới một cái phà nè quý vị, cái phà này cũng hay lắm nha, trên đường cao tốc đi về Long An. Thấy em chạy xe siêu không, thấy chạy xe siêu không, bỏ xe ơi sao nữa rồi. Đây đâu có nghèo đâu. Phà ở đây. Đây có phà. Phà đi qua sông mình đó. Đây, phà đây. Đây phà đi qua sông. Ủa, nay phà ở chạy không ta? Anh ơi, nay phải chạy mà cảnh này mốt mà không biết còn không á, chạy tới đâu hay đó, giờ đầm cầu hết. Dạ đó, giờ đi lên phà nha.
đang rời bến nè bà con ơi. Đó, ở đây cái hình ảnh này mốt chắc trở thành huyền thoại quá. Ở đó là cái cầu, đó là cầu của cao tốc không có cho qua, mình phải đi cái phà này qua bên bờ bên kia, qua bờ đó đó. Qua bờ đó là mình đi tiếp nữa mới tới Mỹ Tho. Mỹ Tho thì ra chỗ Trung Lương á, thì chỗ được cũng cao tốc luôn, mình đi tiếp cao tốc nữa. Đây lục bình quá trời quá đất luôn. Đường này ngày xưa là đường đất khó đi lắm mà bây giờ thành đường xe, mà xe ấy đi được luôn á, xe hơi xe tải thì vô tư. Coi như là nông thôn bây giờ là đang phát triển rất là dữ dội nha, có tiền mua đất ở đây chưa chắc mua nổi đó. Em thì cũng phải đi nghiên cứu Ngọc Bạch những cái khu vực như vậy á. Vài hình ảnh gửi cho quý bà con cô bác ở phương xa thấy rằng quê hương Việt Nam chúng ta đã thay da đổi thịt, bây giờ khang trang lắm, đường xá nhà cửa bây giờ phát triển dữ lắm. Quê tôi ở nơi khỉ ho cò gái mà bây giờ quý vị thấy phát triển cỡ đó thì thử hỏi ở thành phố Hồ Chí Minh và cái tỉnh khác sẽ như thế nào. Do đó ở Mỹ cài thời gian có tiền về Việt Nam sống sướng lắm, không tin hả? Quý vị trải nghiệm như tôi để quý vị sẽ thấy. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chia sẻ tiếp theo nha.